không ạ? Có khi nữa đây. Tiến ra ở mua không? Tôi mua luôn. Vâng, cháu đi đây. Tạm để hết cho. Ui, dễ đấy, đứt đấy. Ok, rồi, mình lấy quả nào lấy được đây. Ừ, dạ. Thế là chín rồi đấy nhỉ. Ui, mấy các ba ăn quả nhá. Hôm nay chưa ăn gì đấy. Hôm nay ăn đúng hai cái bánh rợm đồng gì mình bây giờ. Em sáng nay cũng ăn xôi đâu mà, chưa không ăn đâu. Trưa nay say mời ấy mà, say mời ăn mì tôm. Chuyện mời ra chứ. Không phải đâu. Ê, bữa trưa anh em mình ấy. Bữa chiều ấy. Mọi người tưởng là tao rất mạch sướng à. Đây. ăn bữa trưa đi anh ơi. Đó. Ăn bữa trưa đi. Đi đến nhà anh ăn bữa bánh mì. Được. Tạm gọi mấy. Không chờ nói hả? Không. Mua mua. Này. Chưa chín mấy ạ. Nhưng mà chín nó muốn nó không ngon, ăn như này nó sướng. Đấy, mưa này mới là mưa ếch da này. Mưa này mới là mưa của làm ruộng này. Trên nhà sủa giờ này thì có mà về được quá. Khóc, tầm này tắm mưa. Đi ăn sau anh ơi. Úi giời, mới mưa tí thôi mà. Chắc trên kia mưa to lắm anh ạ. Sợ nhất là ướt không tôi đi về nhà không có đi chợ các bác xem rồi. Bây giờ kể cả thẻ ngâm nước chả sao. Cay thật. Ui, mưa to ấy. Anh bạn thấy cái đằng sau là ướt hết rồi. Suối to đấy. Suối to đấy. Hôm nào chúng tôi ra cư không biết ở nha. Nhà nó đông người nữa. Thích gì kêu bạt giang hồ thôi.